mạnh vào các dự án bất động sản. Cá chết nổi trắng Hào Thành của Vinh. Huyện cấp giống cà phê kém chất lượng, dân than khổ. Nhà đầu tư châu Âu lạc quan triển vọng kinh tế Việt Nam. Ramen, món ăn độc đáo của Nhật Bản tại Việt Nam. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Mở đầu là phần tin kinh tế. Dù mới xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian ngắn, nhưng bánh đồng xu đã nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ. Nhiều người không ngại xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua bánh. Loại bánh này có hình tròn như đồng xu, nhỏ bằng lòng bàn tay, có nhân phô mai chảy và được nướng giống như là bánh kẹp mềm. Trên mạng xã hội, món ăn này đang tiếp tục gây bão với các video chia sẻ khám phá các địa chỉ ăn bánh đồng xu ngon rẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bánh đồng xu được bán phổ biến với giá từ 25.000 đến 50.000 đồng một cái, tùy vào độ đầy đặn và chủng loại nhân bên trong bánh. Một số người bán bánh cho biết họ đầu tư chiếc máy nướng chục triệu, trừ chi phí nguyên liệu, chỉ sau 4 ngày ra bán đã có lời. Chính phủ vừa gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc hội việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, theo báo cáo, tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 21% so với tín dụng toàn nền kinh tế, nên khi tín dụng bất động sản tăng cao sẽ kéo theo tín dụng toàn hệ thống tăng. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản chỉ tăng 4,99%. Trong đó, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 7 tháng đầu năm đã tăng trưởng 18,95%, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022, 10,73%. Đây là mức tăng trưởng rất cao, gấp hơn 4 lần mức tăng trưởng tín dụng chung, 4,54%. Diễn biến trên cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường vừa qua đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, vừa công bố báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam với xu hướng tăng trở lại trong quý 3 năm 2023 lên mức 45,1 điểm, tăng so với mức 43,5 của quý trước. Mặc dù con số vẫn ở mức dưới 50 điểm trong 4 quý liên tiếp, nhưng mức tăng nhỏ này đã cho thấy một dấu hiệu tích cực trong nền kinh tế. Tâm lý kinh doanh đang thay đổi khi quý 2 và quý 3, mức độ bi quan về tình hình hiện tại đã giảm 3%. Trong khi đó, quan điểm tích cực và trung lập tăng lần lượt là 6% và 4%. Khảo sát cũng cho thấy sự thay đổi về dự báo trong quý tới. Cụ thể, số doanh nghiệp kỳ vọng vào sự ổn định và sự tăng trưởng kinh tế trong quý tới đã tăng lên 11%. Những doanh nghiệp dự báo xu hướng tiêu cực đã giảm đi 5%. Chuyển sang các phần tin khác, nông dân huyện Hướng Hóa, Quảng Trị được hỗ trợ cây giống tái canh cà phê, nhưng cây giống thấp, bầu cây nhỏ, rễ không đảm bảo sinh trưởng, khiến bà con than khổ, lo lắng cho một mùa vụ bấp bênh. Từ cuối tháng 9 năm 2023 đến ngày 9 tháng 10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hướng Hóa cấp phát 332.000 cây giống cà phê cho 195 hộ nông dân tại các xã Tân Liên, Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Ba Tần, Hướng Việt và thị trấn Khe Sanh. Tuy nhiên, phần lớn nông dân đều kêu khổ vì nhận giống không đạt tiêu chuẩn để trồng ngay. Cây giống nhận về có bầu cao chưa đến 10cm, chu vi bầu nằm lọt trong lòng bàn tay. Cây cà phê giống cao chưa đến 15cm, lá có màu xanh nhạt, cây yếu, chất lượng không đạt. Thông thường, bầu giống phải nặng 1kg, bầu cao 20cm, cây cao 25-30cm. Cây quá thấp khi trồng sẽ bị ngập dưới hố, bị cỏ rác lấp lại, không lên được. Vì chờ nhận giống của nhà nước nên nhiều gia đình không tự chuẩn bị giống, giờ không có giống thay thế. Lãnh đạo địa phương cho biết theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bầu trồng cà phê phải có đường kính 8-12cm, cao 18-20cm, cây cao 25-30cm. Đối chiếu với số cây đã cấp phát cho người dân thì kích thước bầu và cây chưa đạt chuẩn. Hàng tấn cá chết hàng loạt nổi trắng trong Hào Thành cổ Vinh, Nghệ An gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.
Trưa 10 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công ty môi trường khẩn trương xử lý, thu gom cá chết ở hào thành cổ Vinh. Theo thông tin phản ánh từ người dân sống dọc theo hào thành cổ Vinh, tình trạng cá chết ở trong hào diễn ra từ 2 ngày qua, cá chết ngày càng nhiều hơn. Hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối dọc theo một tuyến kênh dài khiến cuộc sống của người dân sống hai bên kênh bị đảo lộn. Ghi nhận loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Xác cá chết đã bắt đầu phân hủy mạnh, ước tính có hàng tấn cá chết. Các công nhân môi trường giăng lưới dọc theo hào thành cổ Vinh để vớt xác cá chết. Sau khi được gom lại, xác cá được vớt lên đem đi chôn lấp. Thưa quý vị, bánh mì tuy là một món ăn dân dã, bình dân, nhưng đã được bình chọn là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Đây cũng là món ăn được nhiều du khách yêu thích, lựa chọn khi đến Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua cũng có nhiều thương hiệu đã tạo được dấu ấn riêng bằng chính món ăn dân dã này. Đi lên từ một xe bánh mì nhỏ ở góc phố Sài Gòn, nhờ bí quyết và công thức chế biến độc đáo, bánh mì bà Huynh đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng với sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo thực khách trong và ngoài nước. Ra đời với sứ mệnh mang những chiếc bánh mì truyền thống đến với mọi thực khách gần xa. Trong những năm qua, bánh mì bà Huynh đã luôn nỗ lực hoàn thiện về mọi mặt, từ chất lượng sản phẩm đến phong cách phục vụ để đáp ứng ngày một tốt hơn cho nhu cầu và sự tin yêu của quý thực khách. Với công thức gia truyền độc đáo cùng sự chăm chút tỉ mỉ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến, mỗi chiếc bánh mì bà Huynh đến tay khách hàng không chỉ đảm bảo được chất lượng, hương vị thơm ngon mà còn luôn giữ được độ tươi mới, nóng giòn của bánh. Bánh mì bà Huynh là có một cái lợi thế, đó là tất cả các nguyên liệu và sản phẩm đều là tự sản xuất. Mọi cái đầu khâu chọn lựa chọn đầu vào các sản phẩm chúng tôi đều có một cái quy trình rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là bơ pate là được sản xuất nóng tại chỗ. Tất cả các sản phẩm khác như là chả, da bao, thịt nguội và thịt luộc chúng tôi đều sản xuất trong ngày, đem đến một cái hương vị là luôn luôn là nóng mới và chất lượng nhất. Điểm hấp dẫn của bánh mì bà Huynh là phần nhân phong phú bao gồm thịt nguội, chả bông, chả lụa, bơ pate, đồ chua. Đặc biệt, các nguyên liệu này đều được chế biến thủ công theo công thức gia truyền và được cam kết nghiêm ngặt về chất lượng và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, các nguyên liệu như bơ, pate đều được chế biến đầu ngày, nóng hổi và sử dụng hết trong ngày. Đây cũng chính là điều tạo nên sự khác biệt và hương vị hấp dẫn của bánh mì bà Huynh trong thời gian qua. Nhất là như văn phòng như tụi mình đó, mình cũng hay dùng mấy cái sản phẩm giống như là bánh mì bò Huynh đó. Bánh mì mà mình ấn tượng nhất ở đây là ổ bánh mì nó lớn, đầy đặn, bơ pate nhiều. Các sản phẩm ở đây luôn luôn tươi mới hàng ngày. Với lại các bạn làm rất là nhanh. Một phần nữa là đóng gói ở đây rất là hợp vệ sinh và an toàn. Với lại ở đây là có hộp nữa nên có gì mình đi đâu nó cũng tiện hơn. Ngoài món tủ bánh mì truyền thống, bà Huynh còn phục vụ đa dạng các món ăn như bánh giò, bánh bao, xôi mặn, chả bò, chả lụa. Đồng thời đơn vị cũng liên kết với hầu hết các ứng dụng giao hàng như GrabFood, Bimin, ShopeeFood để mang đến sự tiện lợi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Ngày 11 tháng 10, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật trên mái tôn nhà dân ở phường Bình Hưng Hòa B. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 10, người dân nghe thấy tiếng động mạnh trên mái tôn nhà dân ở đường Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B nên đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mái tôn nghi do giật điện. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đến khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định người đàn ông tử vong tên T, 38 tuổi, quê Thanh Hóa. Theo người dân sống gần hiện trường, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực trời đổ mưa, khi mưa vừa tạnh, họ thấy có nhóm người, ba người, được chủ căn nhà thuê đến để gắn lan can sắt. Trong lúc làm việc, nhóm người này di chuyển qua căn nhà bên cạnh, dùng dây kéo các thiết bị khung sắt từ bên dưới lên cao để lắp đặt lan can, thì một người nghi bị điện giật. Ngày 11 tháng 10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa cứu sống một người đàn ông nhảy cầu Kinh Tẻ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 10, sau khi nhận được tin báo của người dân có một người đàn ông nhảy cầu và đang bị đuối nước trên Kinh Tẻ, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên sông thuộc Phòng PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đến hiện trường. Đơn vị phân công cán bộ chiến sĩ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để cứu nạn. Nạn nhân được xác định anh DVN, sinh năm 1988, ngụ phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Các cán bộ chiến sĩ đã tiến hành sơ cứu, giúp nạn nhân ổn định về mặt tâm lý trước khi giao lại cho gia đình. Thưa quý vị, mì ramen không còn xa lạ đối với người yêu ẩm thực Nhật Bản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết là có nhiều loại mì ramen, trong đó Tonkotsu và Yokohama được nhiều thực khách Việt lựa chọn. Và ngay bây giờ, Tôn Vũ xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai loại mì ramen trứ danh này nhé. Mì ramen được ra đời vốn là để phục vụ những binh lính hoặc công nhân với bữa ăn nhanh chóng nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày dài lao động. Nếu như phở ở Việt Nam, phở thường được phân biệt là phở Bắc và phở Nam với cách nấu và khẩu vị phù hợp với người dân từng vùng miền. Thì với mì ramen cũng như vậy, dựa vào đặc điểm địa lý thì hai phiên bản ramen được thực khách Việt biết đến nhiều nhất là Tonkotsu ramen, một loại mì có nguồn gốc từ tỉnh Fukuoka, đảo Yushu, và Yokohama ramen xuất xứ từ thành phố cùng tên. Nếu như phở của người Việt rất coi trọng độ mềm, dai của thịt bò, thì Tonkotsu ramen chăm chút vào độ cứng của sợi mì khi phân tách rạch ròi với 5 cấp độ, từ cứng tới mềm khi trụng sợi ramen, từ nấu nước dùng với xương heo hầm và nước tương yosu, chuẩn bị topping trên tô mì và chế biến. Tất cả đều phải thực hiện bởi đầu bếp có trên 5 năm kinh nghiệm, cho thấy sự tỉ mỉ trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Đầu tiên nói chung là mình phải là hầm xương tầm là khoảng chừng 12 đến 15 tiếng. Mình ra nồi súp xem mình lượt theo và có ba giai đoạn nữa. À, lượt từ cái nồi này qua nồi khác. À, cuối cùng là được cái cuối cùng là cái nồi để mà bán ra cho khách. Cái có trường hợp này là rất là hy hữu thôi. Nhưng mà kiểu như là bữa đó thời gian có việc á, anh đi ra ngoài. Ở đây là mấy bạn làm công đoạn nước nó hơi nhiều. Cho anh về tên chết vô á, súp nó rất là lỏng. Thì phải báo với sếp, thì nói giờ là bỏ đi, làm vậy là không ngon, phải bỏ cái nồi nó. Cái nồi súp này giá trị nó tầm khoảng 4-5 triệu một lần nấu á, ra cái số lượng vậy mà ông nói bỏ đi, không có giữ được thì nên phải đổ bỏ để nấu mới thôi. Tonkotsu ramen được chế biến từ nguyên liệu, thậm chí là dụng cụ nấu bếp cũng mang từ Nhật sang. Tuy nhiên, để thích nghi với khẩu vị người Việt, món ăn này cũng có ít nhiều biến tố. Với phong cách mì Yokohama ramen style này thì nó được kết hợp từ vùng phía đông của Nhật Bản là Tonkotsu và từ phía tây của Nhật Bản là dùng soju, kết hợp cùng với nước hầm xương heo và thịt gà nguyên chất, cho nên là nó sẽ có một cái vị nước súp khá là đặc trưng và rất là đậm đà so với khẩu vị. Nếu như Tonkotsu ramen tập trung vào nước hầm xương heo để có được vị béo thơm và có nhiều collagen tốt cho da, thì Yokohama ramen đến từ phía nam Tokyo lại có thêm thịt gà trong nước dùng. Cái vị nó hơi đậm đà hơn so với khẩu vị của người Việt mình. Cho nên khi mà khách Việt vào quán thì là các nhân viên, các bạn phục vụ sẽ tư vấn cho các bạn người Việt của mình đó. Là khi mình dùng thì mình phải là gia giảm, để em dặn bếp em giảm cái lượng gia vị lại chút xíu cho mình, để cho mình hợp với khẩu vị người Việt mình hơn. Số lượng người Việt ở đây thì đối với các ngày trong tuần thì do gần này nó có cái khu vực văn phòng thì thành ra nước ngoài với người Việt mình 50-50. Tại vì các bạn đến đây thì cái quán cũng dễ ăn, mì thứ nhất là dễ ăn và nhanh, cho nên là có thể kịp giờ các bạn để các bạn vô các bạn làm việc tiếp tục. Tại thường giờ nghỉ trưa các bạn có thể từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, mà nếu mà mình phải chờ đợi nữa thì nó là còn đặc trưng của cái quán ramen nhà chị, nó sẽ làm nhanh. Các bạn chỉ có thể cần mất khoảng 15 phút là các bạn có thể xong một bữa của mình rồi. Dù khác nhau về nước dùng, nhưng điểm chung là các đồ ăn kèm với mì đều được tùy chọn theo ý muốn. Trong một tô ramen thường chứa rau bina, rong biển khô và thịt heo chashu. Một số thực khách Việt thường thích thêm các topping ramen điển hình khác như trứng, kikurage, hành lá và bắp cải.
Nhìn chung, mỗi nền văn hóa đều sáng tạo ra những món ăn mang đậm dấu ấn của quê hương và lan rộng tinh thần đó đến bạn bè thế giới. Nếu Việt Nam Phở Festival 2023 tổ chức tại Nhật Bản đã thu hút hơn 85.000 người tham gia, thì tại Việt Nam, mì ramen của xứ sở Hoa Anh Đào ngày càng được người Việt yêu thích và lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ, Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.